Sao lại có cái ông mình vừa mới đi ói xong ông ở đây vậy? Sao mình lại ở đây? Để hiểu rõ vì sao tôi lại ở đây, chúng ta hãy cùng xem lại ở phần trước. Ở phần trước, bốn đứa chúng tôi đã tìm thấy nhau, vì vậy chúng tôi đã quyết định ra khơi đi tìm kho báu của bà Trang Mỹ Lương. Nhưng khi chúng tôi chưa tìm thấy kho báu thì chúng tôi đã bị một người lạ bắt đi, và giờ tôi ở đây. Hay là phải chui vô đó? Ủa, mình mới từ đây mình chui ra mà đúng không? Ủa? Chỗ này là chỗ mình mới vừa đây ra mà đúng không? Thế mình phải ra chỗ này bằng cái nào? Con cá này hình như không có skill gì cả cậu ạ. À, các cậu ạ. À. Chui vô cái giò này mình mới ra, mình mới vô mà. Mình chọn bên trái thì sao? À, cái giò này để ra đây để mình ăn bánh. Ồ. Chết mẹ rồi, cho con Yoro này đi kiếm đường hả ta? Ồ, như dưới đây có checkpoint này. Mẹ nó đi đường nào vậy? Đây này đi bị bịt rồi. Ơi ơi. Ồ, có checkpoint ở đây luôn. Sao nhảy từ đây qua đó? Sao nhảy từ đây qua đó? Đúng không? Được, cái này đơn giản. Đã quá nhiều lần rồi nhưng mà tại sao bơi vẫn như cứ vậy? Rồi, phóng từ đây phóng qua đó. Hay. Đúng rồi. Rồi, nhảy từ đây qua đó. Đúng rồi. Ơ à, sao đi đâu nữa nhỉ? À, nhảy vô cái lọ đó đó hả? Rồi, ok, bây giờ phải kết hợp hết tất cả những cái gì mà mình có thể đã từng chơi rồi. Cái gì mà mình đã từng chơi rồi nè, mà mình phải để trong trong cái đầu mình nào. Rồi. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, rớt cái lặn cứt đó. Ơi. Yeah. Khó thiệt sự. Ở dưới kia mới có checkpoint. Ờ, ba. Ôi, xuống đây giờ sao? Ai hay bắt buộc phải xuống. Đâu phải đâu đúng không? Tại chỗ này có bắt buộc phải xuống đây không? Mình xuống này mình ăn bánh cái xong mình lên. Ê, cái gì kìa? Ê, nhưng mà đi đúng đường vậy? Cái checkpoint phía trên mà. Đúng không? Nè,
như vậy là tôi phải đi lên trên. Đúng rồi, tôi phải đi lên trên rồi, tôi bắt buộc phải lăn. Tôi bắt buộc phải lăn ở trên. Đúng rồi, không được rớt. Đi sát vào trong. Sát vào trong, sát vào trong. Cứ đi sát vào trong là được. Rồi, ok, xong mình đâm thẳng qua đây. Để mình lấy cái checkpoint này. Rồi, ok luôn. Có checkpoint rồi thì mới có ở dưới hả? Oh fuck. Như nào? Lăn xuống đó hả? Rồi như nào nữa? Nhảy qua bên kia hả? Holy fuck. Ủa là sao? Là sao ta? Bên kia có phải hồ nước không? Làm sao nhỉ? À, trời đủ má, tôi nghĩ nhiều quá mọi người ơi. Sao có con cá nóc ở đây nhỉ? Tôi chỉ điều khiển được con cá nóc nè. À, vậy là nó cho tôi chơi cả bốn con. Như nào ta? Chỗ này là như nào nhỉ? Đây xong mới lên. Xuống đây. Quay lại rồi lăn qua là xong. À, ở đây á hả? À, hiểu rồi. Đúng rồi. Rồi, tôi sẽ mở cái này cho con kia đúng không? Cái con cá kia sao? Kệ nó hả? Kệ con cá kia hả? Có cần phải mở cửa cho nó không? Trời má, tôi phải chơi hai con một lúc. Là thật. Con kia đang đỡ tôi giùm tôi. Đúng rồi. Vậy là tôi phải chơi cả hai con mọi người ạ. Tôi phải kết hợp cả bốn con. Chắc là chưa tới mấy con kia, nhưng mà bốn con này nó phải đi theo với nhau. À, vậy là khi tôi điều khiển một con về một con, vậy là một con nó sẽ bơi theo đằng sau. Đây, để tôi. Đang đâu vậy? Tôi đang đâu vậy? Đây đúng không? Cái vàng lên luôn rồi. Ok, hiểu rồi. Sao mày mở ở đây đúng không? Xong rồi chuyển qua số 1, bơi qua. Ok.
để có đỡ giùm tôi được không? Thế khúc này thì sao? Thế sao tôi qua được? Tôi phải chặn. Tôi phải đứng giữa. Tôi đứng giữa rồi. Bây giờ tôi sẽ thả. Rồi tôi sẽ chui qua. Cho tôi đi ra qua đường, tôi bé quá. Đẩy hòn đá. Đẩy hòn đá đi ha. Đẩy thế nào. Ship. Trời má ơi, tôi nhiều lúc tôi thấy tôi như là một vị tham tử tài ba vậy. Đỉnh vậy. Xích vô. Rồi. Rồi đi ra ngoài. Con kia thả xuống. Xong chui xuống. Ok, chui qua. Rồi. Hay thông minh quá. Chắc là bay vô đây. Chỗ này đúng không? Ủa như nào nữa? Đây, trong cái lỗ. Uầy, đỉnh này. Wow, được rồi. Yes. Có thêm một con nữa này. Con này chắc chắn là phải có tác dụng cắn cái gì đó, xé cái gì đó ở đây. Đây, ở trong đây có cái lỗ màu đỏ. Là ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng con này. Chúng ta hất nó lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng con này để cắn cái này. Đúng không? Chính xác rồi đó. Rồi, dứt đi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bưng cái này ra đây. Sau đó chúng ta sẽ dùng con số 1 này để đẩy cái này qua đó. Đẩy phụ tao với coi. Nặng quá. Hay là mình dùng con số 3 để đẩy. Đâu, mình cắn nó được mà. Ấy là mình cắn nó qua bên đó được mà đúng không? Thấy mẹ rồi, tôi bị kẹt rồi mọi người. Như này, thả xuống. Rồi, đi. Bị kẹt. Rồi, số 2, tôi phòng người lên. Rồi, xong. Yeah. Trời má, tôi thông minh quá mọi người. Tôi là con cá nhưng tôi rất thông minh. Tuyệt vời quá. Nào, xem nào, đường đi đâu rồi? Ủa? Ê, bên kia có cái gì đó. Ok, tôi sẽ lăn qua đó trước. Đúng vậy, tôi là con cá. Tôi lăn. Đúng rồi. Ủa, mấy anh chị em của tôi đâu? Mấy anh chị em của tôi thì sao? Anh chị em của tôi không ở đây thì tôi phải làm sao mọi người? Sao đây đây con này phải cắn. Đi đường này, đúng. Mình sẽ đi đường này. Đúng không? Mình đi đường này. Ủa? Hả? Ủa?
nào nhỉ? Cái bình nó à đây có cái này cắn. Chị lấy cái thùng kia lái qua đón đâu? À đây rồi. Yes. Tôi sẽ đón các bé ở đây đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho hai con cá kia nó ở gần chỗ này, sau đó nó sẽ nhảy ra cái hồ này. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Khoảng cách này thì nó có nhảy được không nhỉ? Xa tí nữa hay là xa thấp như vậy ta? À, xa như thế này thôi được rồi. Giờ bơi qua đó đúng không? Quay ba con cá, bốn cá kết hợp với nhau đi chơi vui vậy. Tụ nha. À, thấy mẹ rồi. Rồi. Thôi không để chỗ đó nữa, chỗ đó nó bị kẹt. Đó là chắc phải để chỗ này. Xác vô xong nhảy thẳng đứng lên đúng không? Rồi, à, chỗ này hình như là 5 lần rồi đúng không? Lần này là lần thứ 5 rồi. Rồi, số 1, số 3. Cắn bớt ra, rồi, chui qua. Xong. Chui lên. Nào bình tĩnh thôi. Tao không muốn chơi lại thêm lần nào nữa đâu. Ai ba. Đúng rồi. Còn mày nữa, chỉ cần nhìn theo nó và làm thôi. Đây, tụi bay thông minh lắm. Tao đánh giá cao tụi bay, hai tụi bay có vẻ như là bớt báo hơn cho tao rồi đó. Nãy giờ tao làm 1000 lần rồi, tụi bay có biết là tao mệt cỡ nào không? Hả? Nhìn tao đi. Chống tao nè. Tao chờ tụi bay qua mà tao to người luôn đó. Ăn hại. Không được cái tác sự gì cả. Giờ phải lên đây. Trời má ơi, tôi phải lèo lái hai đứa này sao? Ê, đừng nói tôi phải nhảy ra cái thang đó nha. Tại vì tôi không thể nào lên trên kia được rồi. Tôi phải làm sao để tôi lên được đây? À, không có checkpoint mọi người ơi, giờ làm lại là mệt lắm á. Ý là con nào bay cao nhất nhở? Chắc là con này. Ủa? Thế là con này à? Sao được? Là sao ta? Từ để đi nhìn xung quanh đây đã mọi người ạ. Chỗ này chắc chắn là tôi nghĩ là tôi phải làm cái gì đó phá hoại ở đây để cho con cá cắn kia nó cắn cái ống này. Ví dụ như là chỗ này chẳng hạn. Ủa đâu? Cái này không phải, cái này tôi mới thoát ra khỏi đây. Chết rồi, tôi không muốn. Ê, hay ở đây trước. Tôi nghĩ là cái này thấp hơn sẽ dễ hơn nè. Ừ. Từ từ xếp sát vô. Sau lấy con cá cắn. Cắn cái này. Tôi phải xếp OCD lại đã, không là nó bị lọt. Từ từ tôi bay. Xếp khéo léo. Được chưa? Rồi. Con số 3 là con này đúng không? Nhảy lên. Nhảy lên.
Chết mẹ rồi. Cắn theo chiều kim đồng hồ đó. Nhưng mà hai con kia nó cứ đứng gần tôi. Sao mà tôi lên được ta? Rồi. Một cái. Nước, nước đâu? Nước đâu? Có tràn vô không? Rồi, tôi khỏe rồi mọi người ơi. Tôi khỏe rồi, tôi khỏe rồi bọn, tôi khỏe rồi bọn, tôi sắp được ra khỏi đây rồi. Rồi, ở đây có nước là tôi sẽ không bao giờ chết được. Yên tâm. Tôi sẽ phóng một cái lên đây hả? Ủa? Đúng không? Chỗ này nó vẫn cao quá so với tôi á, tức là phải còn mở thêm một cái nào đó ở đâu nữa. À, có hai cái không ạ? Thế là phóng lên được không nhỉ? Hay là tôi đi ra ngoài đi, xong rồi tôi thử phóng với cái... Đúng rồi, hay. Tôi thông minh. Rồi bây giờ tôi bỏ cái đó được rồi, đúng không? Bây giờ nước nó tràn lên tới đâu rồi? Cái này cũng phải ra đi chứ, ở đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm là hình như ở đây nó có cái chỗ này. Một. Đây có gì ạ? Ê, cái mở cái này ra được cái gì ạ mọi người? Nước nó đâu có tràn lên nữa đâu. Hay là tôi phải chui xuống dưới cống nó thử xem có gì dưới đó hả? Tôi lấy con số 3 đi, nhiều khi con số 3 này cũng có ích đấy. Cống này nó sẽ đưa mình đi đâu? Có cái dạng nó đi theo mình, nó làm mình hơi... Wow. Cái này làm gì? Ống màu đỏ này là gì? Bây giờ tôi phải làm gì ta? Quay về á ha, thì chắc là phải quay về thôi chứ cái cục đỏ đó có bấm được đâu. Bắt buộc phải quay về rồi. Ủa quay về mà chứ có phải quay lại đâu má. Thiệt chứ. Ủa. Chậm thôi. Mẹ tôi không thấy gì nữa rồi.
Tôi đang ở đâu đây? À đây, chỗ cái con cá hồi nãy. Rồi bây giờ tôi phải làm gì để chỗ này nó... Có một miếng tôi có thể cắn được tiếp, đó là cái miếng bên trong này nè. Nhưng mà nó có vừa không? Không có vừa đâu. Không có lôi nó lên được. Cái này chắc mất tác dụng rồi mọi người ạ. Ở bên này có gì không? Rồi, cắn cái này đúng không? Bật cái này lên. Ủa? Cắn rồi mà. Cắn xoay theo chiều kim đồng hồ. Rồi. Được rồi đúng không? Rồi như nào nữa nhỉ? Cho hai con cá này quay lại chỗ đó. Lên. Chui vô đây. Là mình sẽ đi bên nào? Con cá dạng thôi á. Con cá dạng hay con này nó đều đi với nhau mà. Rồi. Không vô được sao? Lăn lên. Ê, bên này mới có cái lỗ đó hả? Nó là như nào vậy? Con chưa hiểu lắm. Cá cắn ở lại khóa để mở nước không? Chết mẹ rồi. Tôi lại phải làm lại cái khúc này rồi. Cắn được chưa? Xoay cho ta một vòng coi. Rồi như nào nữa?
Rồi. Từ từ. Còn con cá vàng. Ôi con cá vàng chưa ra được khỏi đây nữa hả? Ôi con cá vàng. Cái đường này không vô được. À có đường đi nè. Nó làm gì ở chỗ này bây giờ? Thế bây giờ con này phải làm gì đây? Đẹp ở chỗ này lũ quá. Bắt buộc con này nó phải ở đây. Nếu không sao con kia ra được. Con cắn thì nó ra được. Trời, hơi nghĩ đã. Đây đây. À, chỗ này làm gì vậy? Là nó đâu có ra được đây đâu. Hay cho con cá cắn nó lên đây luôn nhỉ? Con cá cắn câu á, nó có làm gì được với cái này không? Quá vàng nước á. Vậy. Nhiều khi game phức tạp quá vậy trời. Thấy chỗ này có khác cái gì đâu ta. Đoạn này em phải xem YouTube mới qua được đó hả? Từ từ đi, cứ từ từ đi, mình cứ làm hết cách gì đã. Không làm được nữa rồi thì tôi hỏi kênh chat. Quá vang nước rồi nhưng mà ở trên nó có tác dụng gì đâu. Ơ nhưng mà tôi bị đóng rồi. Ờ tôi bị đóng rồi nè. Ồ.
cái này trông nó có vẻ phải làm một cái gì đấy. Nó phải làm một cái gì đấy. Cái này bị khóa rồi. Còn mỗi tôi và cái chỗ này hình như nó là một cái bóng khí. Ừ. Phải làm cho cái này bể. Đúng không? Mấy cái chỗ này bể thì nước nó mới tràn lên được. Từ từ đã nhá. Thì mở van tiếp á hả? Cái van này nó có là, nó là cái gì? Chắc là cũng có tác dụng. Không phải có tác dụng gì đó, nhưng mà thôi cứ đóng mở đi xem nó làm sao ha. À. Wait. Cái này thì sao? Oh. Có cần đưa con cá cắn câu kia là sao vô đây không ta? Cái nắp kia nó là giống như kiểu đây rồi, đây rồi. Cái van nước kia nó giống như kiểu là, oh, chào bạn. Quay lóng rồi mới được gặp bạn. Rồi, ấy da, giờ tới lượt màn biểu diễn của bạn rồi đây. Bạn làm đi. Để xem coi tôi còn biết quay không nha. Đẹp mẹ, bạn vẫn bay giỏi vậy cả cức. Ủa nhưng mà rồi sao? Rồi bây giờ bạn làm gì? Đây rồi, bạn cá này, bạn bơi lên chỗ này xong bạn cắn đúng không? Trời má, game giải đố phức tạp thật sự. Game giải đố phức tạp thật sự luôn á mọi người. Đây, cắn cái này. Rồi. Ờ. Đẹp mà tôi chết trôi ở đâu đây? À, giờ đến thôi. Tôi đi đường nào nhỉ? Quên mẹ đường rồi. À không, tôi chắc chắn vẫn ở đây thôi. Chỉ có một điều là con cá vàng. Con cá này, hai con này nó đang chơi với nhau thì có lẽ là con này phải bay xuống phía dưới ha. Ờ, con cá phình này nó cũng phải đi được, nhưng mà nó đi đường nào ta? Lên trên. Lờ mau. Rồi bây giờ con cá vàng. Ta đang ở đâu đây? Ê tụi bay ơi, tao đâu đây? Tôi đâu với mấy cái đám bạn tôi vậy? Trông như là tôi bên kia vậy. Ê, hello. À ừ, đúng rồi, tôi bên đó. Đây. Ủa rồi sao ra khỏi đây ta? Chết mẹ rồi, hai con kia. Tôi bị quên mẹ đường rồi mọi người ơi. Hay là cho bọn này xuống dưới đây. Ống này chui lên hộp đó đúng không? Thấy mẹ rồi. Con cá số 4 này tôi cần bay đi để dò đường.
Tôi cần dùng con cá này để bay đi để dò đường. Hay là tôi lên cái hộp này trước đã. Tôi có một thứ cần ăn ở trên đó. Ê, đi lên. Đúng rồi, chỗ bên kia. Hay là tôi dùng con cá này bay qua bên chỗ con cá số 1. Ờ, không được, chỗ này nắp bị đóng rồi. Thật ra là cũng không có đóng lắm đâu. Con cá số 4 này vẫn có thể bay qua đó được. Nhưng mà phải khéo léo cơ. Nhảy qua được không ta? Thấy mẹ rồi. Từ đã nha. Con cá này bay quanh kia chút đã. Con cá này bay quanh kia chút đã. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ làm gì khi tôi ở đây? Tôi thấy cái checkpoint nào thứ hai luôn á. Tôi có thể bay về đó lại được. Tôi cũng có thể bay về cái thùng vàng kia được. Từ từ. Hai con này nó vẫn đang ở đây đúng không? Ơ. Sao cái này nó bị đóng nhờ? À phải cho nó. Ôi, chết mẹ rồi, đưa con cá cắn lên đây. Đưa con cá cắn lên đây bằng cách nào đưa nó lên đây nhỉ? Chết mẹ rồi, đến quy trình như thế nào tôi quên mẹ rồi mọi người ơi. Quy trình như thế nào tôi quên mẹ rồi. À, đây con này. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa con cá cắn lên. Thề. Game giải đố simulator. Giải đố đưa con cá mấy con cá về bờ. Rồi. Bơi qua bển. Cá vàng ở bên kia. Rồi bây giờ đến khúc này là như nào nè. Khó hiểu quá. Sao này bị kẹt ở đây vậy? Như nào nhỉ? Ê, suy nghĩ anh. Không hiểu lắm.
Phải đưa con cá kia, con cá thứ hai lên chỗ của con này. Ừ. Ý là phải đưa con cá phình này ra chỗ của con cá vàng để cho nó phình chỗ kia lên. À, đưa bằng cách nào thì tôi cũng đéo biết nữa. Hay là lăn nó qua bển. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào để cho con cá cắn này nó qua được bên bển? Tôi vẫn để hiểu tại sao. Giờ chỉ có một con này là có thể đi di chuyển được linh tinh chỗ thôi, được nhiều chỗ linh tinh chỗ thôi. Chị nhảy qua được á hả? Không cần con phình đâu á. Em chắc chưa vậy? Bên trong nó có đường cống kìa. Từ từ để coi chỗ này nó đưa mình đi đâu nữa nha. Này đưa mình qua đó, chỗ này mình mới qua đó xong đúng không? Còn đường nào khác không? Ôi bị đóng rồi. Khó vậy ta. Nhảy qua cái lỗ trên đầu quá hả? Ý em là nhảy qua bên đó, chỗ đó. À đúng rồi, hồi nãy tôi nhảy xong rồi tôi bị. Đâu phải nước đâu. Hồi nãy tôi nhảy xong thì tôi bị chết mà. Trời ơi. Ý là tôi lăn xuống dưới nước này hả? Ê. Lăn 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 lăn. Xuống nước đi con. Rồi. Ok. Rồi còn mày nữa. Mày thì mày biết bay rồi. À không. Xong tôi xuống đây tôi mở cửa cho hai con kia lên. Đúng. Rồi. Hai con kia nó sẽ tới đây. Con này sẽ lên đây cắn cái kia. Đúng không? Rồi bốn con đang ở chơi dung với nhau rồi. Rồi bây giờ tôi phải làm gì đây? Fuck! Làm gì nhỉ? Hay là tôi cũng cái lờ mau đệt mà bự vậy, ý là tôi lăn qua bên đó hả hay như nào? Tôi phóng một cái qua bên đó nhưng mà khó quá à. Phải làm sao nhỉ? Cô ăn một miếng bánh hả? À quên, ăn một miếng ổi hả? Cô hơi nghĩ tiếp. Ủa?
Chỗ này nó bị đóng rồi. Phải làm sao không? Nó cũng không được nhiều quá mọi người. Khúc này khó quá à. Hỏi làm sao? Có bể đó, có cửa phình thì nhảy qua đứa đó chứ không phải nhảy qua bể này cũng được là sao? Em nói gì vậy chứ cũng không hiểu em nói gì luôn á. Bây giờ cái tôi quan tâm á là làm sao con cá phình này nó có thể đi qua được bên kia để nó có thể phình cái kia lên, hiểu không? Làm cách nào cho con này qua bên đó? Đó, nó nâng cái đó lên thì cái đường này thì cái này không đưa lên được mấy cây chứ. Một mình tôi không thể làm gì được với cái này luôn á. Không làm gì được. Cái cửa nâng đó chỉ cho con cá vàng hoặc con cá bay thẳng nhảy qua được là sao? Ý là tôi đã thử cho cái này nó lên nè nhưng mà nó đâu có lên được đâu. Cái đủ má là vậy á hả? Đậu má, nãy giờ tôi mới hiểu, nãy giờ tôi mới hiểu đó là chỗ này nó đâu có đóng nắp lại đâu. Tôi đang đinh lên là cái chỗ mà tôi đang bơi nè, ở trên cái thùng này của tôi nó bị đóng nắp nên tôi không nhảy qua được. Chứ nếu mà nhảy qua được thì mình nhảy từ đầu rồi mà, đúng không? Đủ má cuộc đời, tại sao lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Overthinking quá vậy ba. Hả? Tôi lại đang ở đâu đây? Rồi bây giờ như nào? Rồi cho con ba con kia làm sao sao? Ờ. Một con được ra rồi, bây giờ tôi lấy cái R thì ba con này có đi theo không hay là nó vẫn ở đây? À, tuyệt. Mấy đứa này nó ở đây luôn rồi. Tôi thật là thông minh. Đợt mà tôi đi ở trong tôi đi thủy cung luôn rồi. Chắc là cái này. Để tôi. Má đúng game giải đố luôn các bạn. Rồi. Chú xuống đây cho tôi. Bơi đi mấy đứa ơi, sắp về bờ rồi. Sắp về bờ rồi, cố lên. À, cái cống này dài thế.
Wow, tôi đang ở chỗ cũ hả? Tôi lại đang ở đâu vậy? Tôi phải bay. Ê, thấy mẹ rồi. Trời ơi. Thề. Ủa, à ừ đúng rồi, may quá có checkpoint. Tưởng lại phải làm lại từ đầu chứ. Cho con cá này nó bay ra ngoài đúng không? Hay nó bay lên trên? Nào, bay nào. Bay cao nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cao nào. Rồi. Ủa, má chỗ này không được các bạn ơi. Chỗ này cắn ra nha. Xong rồi, mình sẽ lấy con bay. Mình bay lên bển ha. Mình bay đi đâu? Từ từ để tôi bay, tôi dò tìm. À, tôi đang định đi dò đường luôn á. Xuống nè. Lên nè. Bay đi đâu để dò đường ta? Từ từ nhìn coi. Bên còn hai chỗ giải đố nữa lận. Bay đi đâu nhỉ? Cái vấn đề là bây giờ mở cái này xong rồi. À, tụi bay né né ra coi, tụi bay kẹt quá. Ơ à. Là sao ta? Khó vậy? Chưa hiểu lắm. Bắt buộc phải dùng con cá bay rồi. Hay là con lăn? Né ra. À, chắc là là như nào ta? Chưa hiểu lắm. Con cá bay cũng được. Ê, trên kia, à, thấy rồi. Trên kia nó có cái checkpoint. Tôi sẽ bay thử qua bên đó coi. Né, tụi bay né. Cái đụ má, bay cũng khó nữa vậy. Kìa, các bạn thấy cái checkpoint không? Nhưng mà bay cái checkpoint từ đây qua bên bển nó rất là xa. Nếu như mà đi qua được đó thì bay bằng kiểu gì ta? Xả nước vào cái bể á. Vô lý. Con cá bay thì làm gì xả nước được. Chỉ có con cá cắn mới bay được, à, mới xả được nước thôi. Ê á. Bực mình quá. Giờ chỉ còn một cách thôi, đó là dùng con này bay qua bển. Mà phải khéo chứ không bị mấy này nó kẹt vô khó chịu quá. Ý là tụi này nó cản mình quá, mình không có lấy đà mình bay được. Được rồi.
Bên kia nó cũng là một cái thùng. Con lăn này hả? Con lăn này hả? Cái vấn đề này là phải như nào để có nước xung quanh đây nè. Nếu được, làm lại. Mở ra rồi nè, bây giờ phải làm sao ta? Chắc là bay qua kia. Ừ, cũng có thể. Ý là cắn chỗ này trước đã. Lại vô đây đã. Cho con cá bay kia nó bay qua cái ô kia được không ta? Giờ chỉ có cá bay thôi, cá bay mới bay được, bay qua cái lỗ kia. Xong bay từ từ lên kia để lấy cái kia. Ừ. Chỉ có khúc này thôi. Nhưng mà tụi này nó phiền quá à. Ý là tôi muốn bay con cá này qua bên kia kìa. Đệt. Rồi lấy con cá này, bung cái nắp này lên. Có thấy mẹ rồi, tôi đang ở đâu đây? Đó, làm sao để bay qua được bên đó. Ây da, cái lùm má gần được rồi. Từ đấy nha, xuống trước. Ý là phải bắt buộc phải lấy con này bay qua bên đó. Đây. Rồi, đúng rồi. Rồi đó, giờ mình bay sẽ bay từ từ qua bên kia. Mình có thể bay qua đây hoặc là mình có thể bay qua kia, nhưng mà thôi chắc là bay qua đây đi cho gần. Rồi, sao mình sẽ bay từ từ lên đây. Từ từ, phía trước là cái kia. Má, cao quá. Không được, phải kỹ lại. Ali ơi, mày học bay rồi mà. Mày học bay rồi. Rồi, mình bay một phát lên trên đó cũng được. Nhưng mà có vẻ như là nó hơi xa. Thử nha, coi được không nha. Được. Thôi má, tôi giỏi quá mọi người ơi. Khen tôi đi. Rồi, bây giờ tôi bay một phát bên kia. Đúng không?
Mày rất là bro, VIP bro rồi. Yes. Rồi giờ tôi xuống đón mấy anh em tôi. Mấy anh em phế vật của tôi đâu rồi ta? Bắt buộc á, bắt buộc phải xuống á. Ở dưới kia có checkpoint nữa. Ok. Rồi tụi bay sẽ nhảy vô đây đúng không? Xong đi thang máy lên. Rồi hiểu rồi. Chắc là sẽ đi qua bên này đi cho nó dễ nhảy. Chứ trên kia cao quá tụi nó không nhảy nổi đâu. Chỗ này xếp sát vô cho tụi nó nhảy sát vô là được. Đúng vậy, y như hồi nãy thôi. Nào, bắt đầu từ con cá cắn câu. Mày xuống, mày cắn. Mày đi vô. Rồi. Phóng một cái nhảy đơn giản thôi. Đúng rồi, tới mày. Đúng rồi, giờ tới mày. Rồi, ok chưa? Get go. Cái gì cũng đến lượt tao hết trơn á. Ê, khoan đã, phải lên đâu ta? Bốn đứa này nó sẽ đi đâu ta? À, lên thang máy xong lên đó. Hiểu rồi. Ai, rất mệt mỏi. Từ từ nha, thang máy này trông rất ghê nha. Tôi phải lấy con nào bây giờ? Ây da. Thề luôn á, nặng quá, lấy đà đã. Bốn con lợn nặng ác. Tôi lấy đà đó mọi người ơi. Ai ba. Lấy đà ngang dễ hơn chứ cái này đà này hơi ghê. No, 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 no. Má đà ngang. Lấy đà ngang đi, đà ngang đi, chứ đà dọc là bị đổ hết á. Nào, 2, 3. Thề khó vậy, nặng vậy. Phải lấy đà ngang bắt buộc, tại vì cái ô kia nó không có vừa cho cái đà dọc. Nào nào nào, bình tĩnh nào. Rồi. Yes. Rồi đứng im đó đi, đứng im đó đi. Ở chơi là set point rồi. Yeah yeah yeah, may quá. Nom 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 nom. Đi. Đi. Đi theo tụi bay. Nhanh. Yes. Nữa hả? À đây. Cái này chắc là cái gì đó để mở cái này đúng không? Chứ còn cái mẹ gì nữa đâu. Đúng rồi. À, cái dấu chấm than có tác dụng gì không vậy mọi người?
Chắc là tí nữa mình phải xả đầy nước cái khu tầng này luôn á. Tôi nghĩ vậy. Màn này hơi khó qua. Thôi ăn cướp rồi. Đừng. Ba. Chắc cắn hoài em được vậy ta? Rồi. Rồi. Lấy đà. Đi hàng ngang, không được đi hàng dọc. Mom. Nào đâm thẳng lên. Đâm hàng ngang lên. Khó vậy. Đây ơi. Yeah. Tuyệt. Cố lên. Sắp phải đảo con cá rồi. Cố lên Alice. Tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Checkpoint thứ N của tôi. Yo. Yo. Tới rồi. Yeah. Giờ như nào nữa nhỉ? Chắc là đi qua đây. À. Chúng ta phải dùng cá bay đấy mọi người ạ. Phải dùng cá bay đấy, hoặc là chúng ta sẽ phải nhảy hết tất cả cùng nhau qua đây. Nếu nhảy được đâu, chỉ có một con này thôi. Chỉ có con cá này nhảy được thôi, mấy con cá kia đâu có nhảy được. Hay là qua bên này. Cao thế. Ừ, chỗ này thấp hơn này. Qua được không? Ờ, được nè. Cho mấy cái này vô luôn. Ok. Đi, giờ chắc phải sử dụng con cá bay này hơi nhiều. Ừ, một con này bay qua bển đúng không? Từ từ đã, để tôi xem coi con này phải bay qua đó rồi đó. Rồi chúng ta lại tiếp tục sử dụng những gì chúng ta biết. Ôi mày thế. À. Cái này di chuyển được không? Ui mẹ ơi, tôi là siêu lực điền, cá siêu lực điền luôn. Tôi đỉnh cao vậy. Tôi bê được cả cái này luôn. Tôi du được cả cái này luôn. Xác vô đây. Đúng rồi. Rồi bây giờ mấy con kia nó phải bắt đầu bay.
sao để cho tụi bay. Đúng rồi. Rồi con này. Mày cũng vậy, mày cũng phải bay qua. Đúng rồi, xong đến mày, mày thì đơn giản quá rồi. Đúng rồi, ok. Rồi, bây giờ bốn đứa bay sẽ đi ra đây để giải đố cái này. Tìm đường về nhà nào. Xác vô. Nó tự động mở cho tôi. Thế là tôi không cần phải giải đố à? Thì game đơn giản gì? Game này chỉ xếp hình thôi. Xếp cái này vô góc. Rồi từ từ lên trên tí, xếp đúng thẳng góc. Không được sai một tí nào cả. Sai một tí nữa thôi là tí nữa xuống dưới đó là không có dừa. Khoan. Rồi bây giờ bên này góc phải xíu. Rồi xuống. Yes. Wow. Rồi đi đâu nữa má? Hay là phải nhảy vô cái hồ đó? Tôi nhảy được đâu đúng không? Hay là đi đường này? Chắc là phải đi đường này rồi. Cái hồ này đâu có nhảy được đâu. Đây phải đổ cái là ăn cướp luôn á. Lái xe. Quá chuyên nghiệp rồi. Đổ bể được đâu, không đổ bể được đâu, yên tâm. Trust me, these fish are up to something. Oh. Oh no. Thấy rồi. Tới rồi. Để bể hủy cung mà nước tràn đầy nhà. Bốn đứa tôi chồng tràn cái biển rồi. Tuyệt vời quá. Một đứa thì báo sân máy bay. Một đứa thì báo cái bệnh viện cho người ta tắm toàn máu. Một đứa thì báo báo gì vậy? Ôi. Con cá nóc là ít báo nhất nè. Chỉ có đổ nước nhiều thôi. Yay! You did it! Free at last. Rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tự do rồi mọi người ơi. Continue. Thế là phá đảo rồi hả? Wow! Tự do rồi. Ủa sao tự nhiên nhiều bạn quá vậy? Yay, phá đảo rồi. Tôi đã phá đảo con cá rồi. Hôm nay tôi phá đảo nó trong vòng bao nhiêu phút vậy? Thế là phá đảo rồi đó. Xong rồi. Lead Active Claudia Kovac, Benjen, Jim Broly, Jack Good, Rebecca Holdak, John Wagner, Jonathan Best. Tuyệt. Technical at Lead Technical Active Andy Green, Teddy Dreyfus, Jamie Deegan, Leo Archidic,
Animation John Show Shiva Adoni Development. Tuyệt. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Thế là tôi cũng đã phá đảo được con game Tôi Là Cá trong mấy ngày nhở? Chắc cũng gần một tuần đó mọi người ạ. Gần một tuần. Ồ. Gần một tuần không nhở? Nhưng mà kiểu mỗi ngày chơi có tầm 3-4 tiếng, 2-3 tiếng chứ nhiều, đâu có nhiều lắm đâu. Nhưng mà tôi chơi thì tôi cũng kiểu vừa chơi vừa học đó, nên là tôi cũng hơi lâu, hơi mất thời gian. Nhưng mà trong tất cả những con cá thì tôi thấy con cá nóc với lại con cá biết bay là chơi hay nhất. Tại vì nó sử dụng kỹ năng rất nhiều. Cảm ơn Quốc Nguyễn nha. con cá biết bay với con cá nóc lại sử dụng kỹ năng nhiều hơn hai con cá còn lại. Con cá cắn á, thì nó kiểu bị đơn điệu quá, nó không có gì mới hết, kiểu nó chỉ có cắn thôi, nó phá thôi, nó dùng thời gian để nó đỡ. Còn con cá biết bay rồi, hình như cái hôm mà tôi chơi con cá biết bay thì tôi phải dùng tới 4 tiếng để tôi chơi nó hay sao á. Nói chung là cũng được, game hay. Game này để chiêu thì được. Ý là nếu như các bạn muốn thử chơi với mấy con game kiểu cute thì chơi con này nó vừa chiêu vừa tập chơi. Mà như chơi xong con chuột, chắc là con chuột đó tôi nó cũng cút rồi. Tôi nghĩ là tôi phải mua con chuột mới mọi người ạ. Tôi bấm nó hư mẹ nó cái chuột trái rồi. Thôi mà cái gì vậy? Dùng bánh mì hả? Đừng nói với tôi là bây giờ tôi phải điều khiển con chim nhé. Make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road.